Chào mừng các bạn đến với website Hiclass.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về thì quá khứ đơn. Như chúng ta đã biết, thì quá khứ nói chung được phân loại thành 4 thì, và quá khứ đơn chính là thì đầu tiên. Tiếp theo là quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào quá khứ đơn mà thôi. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau học đó chính là cấu trúc của quá khứ đơn. Tương tự như các thì khác thì chúng ta sẽ đi lần lượt từ khẳng định, phủ định và nghi vấn. Ở thể khẳng định thì chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ cộng với động từ chia ở dạng quá khứ. Ví dụ, cô ấy đã đến thư viện ngày hôm qua. Chúng ta hãy cùng phân tích câu này nhé. Chủ ngữ ở đây là she và động từ chia ở dạng quá khứ là went. Như vậy, động từ nguyên thể của nó là go. Và tiếp theo là thể phủ định thì chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ cộng với did, not cộng với động từ nguyên thể. Chúng ta hãy cùng phân tích ví dụ. Vào chủ nhật tuần trước thì anh ấy không chơi bóng đá. Chủ ngữ ở đây là gì ạ? Chúng ta có he và hai thành phần tiếp theo là didn't. Động từ nguyên thể ở đây là play. Do đó chúng ta có một câu như thế. Và thể cuối cùng, chúng ta hãy cùng đến với thể nghi vấn. Thì trong trường hợp này chúng ta chỉ cần chuyển did lên đầu câu. Và tất nhiên rồi, động từ chúng ta vẫn để ở dạng nguyên thể. Chúng ta hãy cùng nhìn vào ví dụ cuối cùng. Bạn đã hoàn thành bản báo cáo của mình ngày hôm qua phải không? Như vậy, đây là câu hỏi, do đó chúng ta có did lên đầu câu. Tiếp theo là chủ ngữ you, cộng với động từ nguyên thể finish. Có một điều đặc biệt mọi người có thể thấy là ở câu đầu tiên chúng ta có yesterday, câu thứ hai last Sunday và câu thứ ba là yesterday. Vậy đây là những thành phần gì? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo nhé. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng xem các chú ý về cách chuyển đổi động từ về dạng quá khứ trong thì quá khứ đơn. Chúng ta có hai loại là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Với trường hợp động từ có quy tắc thì chúng ta chỉ cần thêm ed theo bảng quy tắc sau. Trường hợp đầu tiên, hai nguyên âm cộng với một phụ âm hoặc hai phụ âm, tức là như nào ạ? Động từ tận cùng bằng hai nguyên âm và một phụ âm hoặc động từ tận cùng bằng hai phụ âm thì chúng ta chỉ cần thêm ed vào trong câu. Mọi người hãy nhìn ví dụ look, want thì chúng ta chỉ cần ed vào sau từ look và sau từ want. Trường hợp tiếp theo là động từ tận cùng bằng một âm e hoặc hai âm ee thì chúng ta chỉ cần thêm d vào trong câu mà thôi. Chúng ta hãy nhìn vào ví dụ arrive và like. Trường hợp tiếp theo là động từ tận cùng bằng một phụ âm và sau đó là âm y dài. Thì chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi sau đó thêm ed. Chúng ta có hai từ ví dụ là study và cry. Và trường hợp tiếp theo là động từ tận cùng bằng một nguyên âm và âm y dài thì chúng ta sẽ chỉ cần thêm ed vào trong câu mà thôi. Hãy nhìn vào ví dụ play và a play. Trường hợp thứ 5, đó chính là động từ tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm. Lưu ý ở đây là động từ chỉ có một âm tiết mà thôi. Thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm, sau đó thêm ed. Chúng ta hãy nhìn vào ví dụ stop và fit. Ở từ stop chúng ta sẽ gấp đôi hai âm p và sau đó mới thêm ed. Tương tự như từ fit thì chúng ta gấp đôi hai âm t và sau đó mới thêm ed. Trường hợp tiếp theo, động từ tận cùng bằng một âm x. Trường hợp này chúng ta vẫn chỉ tính là động từ có một âm tiết thôi nhé. Thì chúng ta chỉ cần thêm ed vào trong câu. Hai ví dụ của nó là task và face. Chúng ta hãy đi trường hợp tiếp theo là động từ tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm. Ở đây động từ nhiều âm tiết có trọng âm ở âm tiết cuối. Thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm, sau đó mới thêm ed. Ví dụ omit hoặc prefer. Thì chúng ta sẽ gấp đôi âm t và sau đó thêm ed hoặc gấp đôi âm r sau đó mới thêm ed. Và trường hợp tiếp theo là động từ tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm, động từ nhiều âm tiết và không có trọng âm ở cuối thì chúng ta chỉ cần thêm ed mà thôi. Ví dụ happen, listen. Trường hợp cuối cùng là tận cùng bằng âm c thì chúng ta sẽ thêm âm k trước khi thêm ed. Hãy nhìn vào hai ví dụ của nó nào, picnic và traffic. Như vậy, ở cả hai trường hợp thì chúng ta đều thêm âm k vào sau âm c và sau đó mới thêm ed nhé. Như vậy là đối với động từ có quy tắc thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Tiếp theo đó chính là động từ bất quy tắc. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Ví dụ, với từ go thì chúng ta sẽ có là went. Với từ eat thì chúng ta sẽ có ate. Như vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải nhớ từng từ là xem nó sẽ chuyển về như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một chú ý khác là cách phát âm đuôi ed ở động từ chia ở thì quá khứ đơn. Có 3 cách phát âm đuôi ed. Đầu tiên là it, tiếp theo là t và cuối cùng là d. Với trường hợp đầu tiên, khi mà vị trí đuôi ed sau âm t và d thì chúng ta sẽ phát âm là it. Ví dụ wanted, needed. Còn trường hợp tiếp theo là khi vị trí đuôi ed sau các phụ âm vô thanh trừ âm t thì chúng ta sẽ có là k, f, p, s, ch và sh thì chúng ta sẽ phát âm là t. Ví dụ watched, missed và trường hợp cuối cùng là chúng ta sẽ đọc là d. Khi vị trí đuôi âm ed sau các nguyên âm như u, e, o, a, i và các phụ âm hữu thanh trừ âm d, ví dụ như là b, g, l, m, n, v, z, j, j, v và n. Ví dụ nào, lived, allowed. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách thêm đuôi ed và cách đọc đuôi ed ở động từ chia ở thì quá khứ đơn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách dùng của quá khứ đơn. Cách dùng đầu tiên, quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định. Ví dụ, cô ấy đã quay trở lại vào chủ nhật tuần trước. Như vậy, ở đây là một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định là last Sunday. Ví dụ tiếp theo nào, tôi đã không ăn sáng sáng nay. Như vậy thời gian xác định ở đây là this morning và hành động đã xảy ra và kết thúc rồi. Có đúng không ạ? Đến với cách dùng tiếp theo thì chúng ta có quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ nhưng đã hoàn tất và chấm dứt. Như vậy trong cách dùng này thì chúng ta vẫn có thể thấy là hành động đã hoàn tất và chấm dứt rồi. Ví dụ, cô ấy đã làm kế toán được 4 năm trước khi lập gia đình. Như vậy, hành động làm kế toán đã xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ nhưng đã hoàn tất và chấm dứt rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn vào ví dụ tiếp theo. Họ đã sống ở Hà Nội 3 năm. Như vậy, hành động này đã xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ là 3 năm. Tuy nhiên, bây giờ họ không còn sống ở Hà Nội nữa thì chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn là lived. Và cách dùng cuối cùng thì quá khứ đơn dùng trong câu điều kiện loại 2. Ví dụ, nếu chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi sẽ mua chiếc ô tô này. Thì quá khứ đơn trong câu điều kiện loại 2 ở đây là had enough money. Động từ have, quá khứ của nó là had. Vấn đề cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là cách nhận biết của thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn hay dùng với các từ chỉ thời gian ở quá khứ như là yesterday, yesterday morning, last week, last month, last year, last night, in the past, in cộng với năm trong quá khứ, hoặc from to, từ thời gian trong quá khứ cho đến một thời gian nào đó cũng ở trong quá khứ, hoặc ago, ví dụ 3 years ago, 3 năm trước. Các bạn thân mến, vậy là bài học về quá khứ đơn cùng cô đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng sau bài học này thì các bạn có thể nhớ thêm về cách dùng cũng như một số cách nhận biết của quá khứ đơn và đặc biệt là cấu trúc của quá khứ đơn. Đừng quên học các bài giảng khác trên website Hiclass.vn cùng cô nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.